Xin chào cả nhà, và hôm nay clip này thì Pizza Thành Tâm Quảng Ngãi xin phép được khui hộp ngọn lãi carbon Rhino để cho khách hàng kiểm chứng xem chất lượng thực tế của cái ngọn carbon này như thế nào nha. Vì nhiều bạn vẫn chưa biết thực tế ngọn lãi carbon Rhino bên mình chất lượng như thế nào mà giá quá ư là hạt rẻ so với thị trường, thì clip này nói lên tất cả nha. Có tất cả các loại rang và giá đang cực kỳ tốt, hãy liên hệ Pizza Thành Tâm Quảng Ngãi để mua ngay nha. Chuẩn ngọn carbon với đầu cơ là đầu tải F1 của Pháp, và hàng là hàng chất lượng nha. Có tất cả các loại rang, và trên đây là loại rang 5, 16, 18 mà khách hàng bên mình đặt, với đầu là đầu 12mm 3C nha ạ.